Nội dung của bài học hôm nay nó sẽ có 4 phần. Thứ nhất là khái niệm cho các bạn biết mảng nhiều chiều là cái gì. Và đặc biệt trong chương trình này chúng ta chủ yếu tập trung vào học mảng nhiều chiều đơn giản nhất là mảng hai chiều, hay còn gọi là ma trận. Phần thứ hai là giúp cho các bạn biết cách khai báo mảng như thế nào. Phần thứ ba thì giúp cho bạn khởi tạo một cái mảng, mảng hai chiều. Phần thứ tư là giúp các bạn viết cái hàm nhập và xuất cái mảng hai chiều ra màn hình. Rồi, thì đầu tiên mình đi vào khái niệm. Trong C và C cộng cộng thì mảng nhiều chiều là một mảng mà những phần tử của nó được xác định bằng nhiều chỉ số. Thì một số ngôn ngữ lập trình khác nó cũng vậy, nó cũng có khái niệm mảng nhiều chiều. Tuy nhiên thì ở chương trình của mình thì mình chủ yếu tập trung vào mình học mảng hai chiều. Thì mảng hai chiều là mảng nhiều chiều đơn giản và sử dụng nhiều nhất. Thì các bạn thấy là đối với mảng nhiều chiều thì mảng hai chiều là mảng đơn giản nhất và được sử dụng nhiều nhất trong lúc mình lập trình C và C cộng cộng. Rồi, mảng hai chiều đó chính là mảng mà các phần tử của nó chính là mảng một chiều. Thì các bạn, nếu mà các bạn đã thực hành quen với bài tập mảng một chiều rồi thì bây giờ mình bước qua mảng hai chiều nó cũng khá là dễ dàng. Các bạn có thể xem như cái mảng hai chiều chính là mảng một chiều và mỗi phần tử của nó lại là một mảng một chiều. Rồi, mảng hai chiều thì nó giống như là một bảng, nó sẽ có số dòng và nó sẽ có số cột, hay mình còn hay gọi nó là một ma trận. Thì mình thường hay dùng cái từ là ma trận để mình nói lên là cái mảng hai chiều, và những bài tập sau này chúng ta cũng sẽ sử dụng từ là ma trận. Rồi, bây giờ sẽ giải thích cho các bạn biết về mảng hai chiều như thế nào. Các bạn thấy là mảng hai chiều nó là một nhóm các phần tử cũng có cùng kiểu và cùng tên, nó sẽ giống như mảng một chiều, cũng là một kiểu và một tên. Rồi, tuy nhiên thì đối với mảng một chiều thì mỗi phần tử nó chỉ xác định là cái vị trí đứng ở đâu trong mảng thôi. Bây giờ mảng hai chiều thì nó phải xác định, mỗi vị trí nó phải xác định bởi số dòng và vị trí cột, số dòng và số cột. Thì các bạn thấy là đây là một cái mảng hai chiều, hay còn gọi là một cái ma trận. Thì các bạn thấy đây là chỉ số từng cột nha. Cột 0 là cái cột này, cột 1 là cột này, cột 2 là cột này nha. Rồi cái dòng, dòng số 0 là cái dòng này, dòng số 1 là dòng này, các bạn lưu ý nha. Như vậy thì mình muốn biết vị trí của một phần tử trong mảng hai chiều hay trong ma trận thì các bạn phải xác định được hai chỉ số, đó là chỉ số dòng và chỉ số cột. Như vậy thì mình có là giả sử như M23 có nghĩa là cái vị trí dòng thứ hai và cột thứ ba, thì đây là dòng thứ hai, cột thứ ba, dòng thứ hai. Thì đây là giải thích cho bạn nắm về cấu trúc của mảng hai chiều cũng như là cách mình chi xuất tới một phần tử của mảng hai chiều. Rồi tiếp theo mình khai báo cái mảng hai chiều như thế nào. Thì các bạn thấy là khai báo là mình sẽ có là kiểu dữ liệu, tên mảng và số dòng và số cột. Nó giống như mảng một chiều, nó chỉ thêm cái phần số cột thôi nè. Đúng chưa? Ví dụ mình khai báo một cái mảng hai chiều số nguyên gồm có 3 dòng 4 cột. Thì các bạn sẽ khai báo là integer, kiểu dữ liệu ha, rồi tên mảng, và số dòng, số cột. Thì đây là minh họa, các bạn thấy một cái ma trận hay là một cái mảng hai chiều có 3 dòng và 4 cột. Cái này là cái giá trị của từng phần tử. Rồi. Tiếp theo ha. Các bạn khởi tạo cho mảng hai chiều. Thì khi các bạn học bài mảng một chiều, các bạn khởi tạo như thế nào thì mảng hai chiều cũng tương tự vậy thôi. Chẳng qua là mỗi phần tử của nó bây giờ là khởi tạo thành một cái mảng một chiều. Đây các bạn khai báo kiểu dữ liệu ha, tên mảng và cái vị trí của cái chiều số 1 là số dòng, các bạn không cần phải khai báo tường minh. Khai báo cũng được hoặc là không cũng được ha. Số cột thì phải tường minh. Ví dụ các bạn có thể gán đây là phần tử cái mảng số 1 nè, đây là cái mảng số 2 nè. Chấm chấm cho nó, đây là cái mảng một chiều thứ n. Đây các bạn nhìn cái ví dụ để các bạn sẽ dễ thấy ha. Ví dụ như mình khai báo một cái ma trận mà mình biết là có 4 cột, còn số dòng thì mình để không tường minh. Thì mình khi mình khởi tạo như thế này á,
là mình sẽ biết là ma trận này có 3 dòng và 4 cột. À, đây là cách khai báo và khởi tạo ma trận. Các bạn lưu ý là mỗi phần tử bên trong sẽ cách nhau dấu phẩy, và kết thúc một dòng sẽ là một cái dấu mở và đóng ngoặc. À, rồi qua dòng thứ hai cách nhau cũng bởi dấu phẩy. À, rồi đây là cách các bạn khai báo mảng hai chiều và các bạn khởi tạo giá trị cho nó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử cái chương trình này ha. Các bạn khai báo một cái mảng hai chiều. À, rồi sau đó là mình sẽ có cái hàm là mình sẽ xuất cái mảng này ra. À, đây, tôi đã viết sẵn cái hàm này rồi ha. Bây giờ mình sẽ chạy chương trình này lên như thế nào. Các bạn thấy ở đây nó có hai cái, nó có cái sự đặc biệt ha. Thứ nhất là các bạn khai báo một cái mảng hai chiều bình thường nè, các bạn khởi tạo bình thường nè. Đây là mình xuất ra nè, được chưa? Vị trí của mỗi phần tử ha. Rồi các bạn cũng có một cái cách khởi tạo thứ hai. Hồi nãy mình định nghĩa là cái mảng hai chiều nó cũng giống như mảng một chiều, nhưng mà mỗi phần tử của nó lại là mảng một chiều. Cho nên các bạn có thể khởi tạo cái mảng hai chiều thành mảng một chiều cũng được. À, đây là cách khởi tạo về mảng một chiều. À, mình chạy chương trình. Rồi thì các bạn thấy là khi mình khởi tạo thì cái ma trận 1 là gì? 1, 2, 3 à, là cái dòng số 1, rồi 4, 5, 6 là cái dòng số 2. À, ma trận 2 là 2, 1, 4 là dòng số 1 và 4, 7, 6 là dòng số 2. À, mình sẽ cắt ra một tí cho các bạn dễ thấy. Rồi ở đây mình cắt cho các bạn dễ thấy ha. Đó, thì các bạn thấy ha, mình sẽ có hai cái ma trận. Thì các bạn có thể khởi tạo theo kiểu mảng một chiều cũng được, mà các bạn có thể khởi tạo theo kiểu mảng hai chiều cũng được, cái này là tùy các bạn ha. Nhưng mà mình truy xuất mỗi phần tử thì nó đều là vị trí dòng và vị trí cột ha. Rồi tiếp theo ha, bây giờ là mình nhập xuất một cái ma trận. Thì nhập xuất ma trận thì nó cũng giống như là nhập xuất mảng một chiều, chẳng qua là nó thêm cái chiều là số cột ha. Thì các bạn nhớ bài hôm trước mình nhập xuất mảng thì ở đây mình cũng truyền n đúng không? Bây giờ mình truyền đây là dòng và cột, thì mình cũng yêu cầu người ta nhập số dòng, nhập số cột ha. Thì thay vì mảng một chiều mình chỉ duyệt một lần lập thôi, thì mảng hai chiều mình sẽ có hai lần lập. Thứ nhất là mình lập cho số dòng, thì ứng với mỗi dòng mình sẽ lập trên cái cột đó ha. Và các bạn sẽ cin cái phần tử thứ eg của cái ma trận ha. Rồi xuất cũng vậy luôn, xuất thì các bạn cũng có hai cái vòng lập ha, một cái là lập theo dòng, một cái là trên cái dòng đó các bạn sẽ lập theo từng cột, và sau đó các bạn in ra từng phần tử eg. Nói chung thì nó cũng khá là đơn giản, nó cũng giống như nhập xuất của mảng một chiều. Rồi đây mình sẽ chạy cái hàm nhập xuất ha. Mình có hàm nhập nè, xuất nè, à, rồi trong hàm main thì gọi hàm nhập hàm xuất ha. Cái này các bạn define, các bạn định nghĩa mắc của dòng là 50, mắc của cột là 50 ha, cho nên các bạn chỗ này các bạn không cần khai báo kích thước nữa ha. Rồi ví dụ mình nhập cái mảng 3 dòng 3 cột đi ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đây nó xuất ra cái ma trận ha. Có 9 phần tử ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thì đây các bạn sẽ có cái hàm nhập xuất ma trận ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái phần tiếp theo là các bạn nhập xuất ma trận theo cái kiểu là giống như mảng một chiều ha. Mình quản lý giống như là mảng một chiều, thì ở đây các bạn sẽ khai báo, thay vì khai báo ma trận đúng không, các bạn chỉ khai báo cái mảng một chiều thôi ha. Bên trong thì các bạn vẫn dùng hai vòng lập ha, giống như là nhập ở trước, chẳng qua cái chỗ này nè, cái vị trí của cái phần tử thứ eg hồi nãy đó thì nó sẽ bằng là vị trí của phần tử y nhân cho số cột cộng cho g ha. Nó chỉ khác nhau mỗi cái chỗ này thôi, thay vì chỗ này là y g thì bây giờ là y nhân cho số cột cộng cho g ha. Ở này cũng tương tự. Rồi tiếp theo, lúc mà các bạn khai báo ma trận thì thay vì các bạn khai báo hai chiều là mắc dòng và mắc cột đúng không,
Thì ở đây các bạn sẽ khai báo kích thước của nó là bằng tích của dòng cột là mắt nhân cho mắt, à, mắt dòng nhân cho mắt cột. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử chương trình ha. Đây mình sẽ có là cái hàm mình khai báo giống như là mảng một chiều đúng không, thì cho đây là kích thước là y nhân cho c cộng j, à, vị trí của nó là y nhân cho c cộng j, ở đây cũng vậy ha, vị trí y nhân c cộng j. Ở dưới đây thì mình sẽ khai báo một cái ma trận là mảng một chiều thôi ha, với kích thước là dòng nhân cho cột ha. Rồi mình cũng gọi hàm nhập suất bình thường ha. Các bạn sẽ chạy chương trình này ba ha. Giờ mình nhập ngược lại đi, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 chết, nhập nhầm rồi, phải nhập số cột nữa. Này mình chạy lại đi ha, 3 3 ha, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 rồi thì nó xuất ra ma trận ha. Thì các bạn thấy là cách các bạn truy xuất nó cũng giống như là mảng một chiều ha. Như vậy thì các bạn có thể sử dụng bằng hai cách, hoặc là các bạn sử dụng theo kiểu dòng cột kiểu ma trận mảng hai chiều, hai là các bạn có thể quy nó về mảng một chiều để các bạn sử dụng ha. Rồi như vậy thì các bạn kết thúc cái bài học là ma trận hay là mảng hai chiều ở đây.